Chào các bạn. Hôm nay Helen chuẩn bị làm món bún xào huyết với vị nha các bạn. Thì Helen có huyết heo nè. Đó, Helen cắt miếng miếng nhỏ nhỏ đi. Rồi cái này thì bún. Bún Helen cũng đã luộc xong rồi. Rồi Helen cá hẹ. Đó, hẹ mình cắt khúc ra. Nêm thì Helen dùng bột nêm. Thì bây giờ Helen sẽ chuẩn bị luộc cái huyết heo này để mình chuẩn bị mình xào nha món nha các bạn. Thì mình có nước sôi rồi nè, mình bỏ miếng muối vô. Luộc huyết heo mình bỏ miếng muối vô nha các bạn. Rồi mình cho huyết vô, mình luộc. Mình phải luộc cái huyết heo nó chín trước khi mình xào bún với hẹ. Mình luộc khoảng 5 phút thì mình vớt ra rồi mình bắt đầu mình xào. Giờ Helen sẽ xào. Mình cho chút xíu dầu vô, chút xíu tỏi. Rồi mình cho bún vô nha các bạn. Mình nêm bột nêm vô. Mình nêm cho vừa khẩu vị nhà mình nha. Tiếp đến mình cho cái huyết heo vô các bạn. Huyết heo mình luộc rồi đó. Và bây giờ mình cho huyết heo vô. Mình nêm tí xíu bột nêm cho huyết heo á cho nó đậm đà chút xíu nha các bạn. Làm sao bún mình trộn cái chảo mà nó không có dính á. Cái này là cái loại bún xào cho nên mình xào nó không có bị nát. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho hẹ vô nha các bạn. Đó, mình cho hẹ vô. Đó, mình tắt lửa vậy là xong. Đó, thì mình có cái món bún xào hẹ huyết heo rất là ngon. Thì khi mình ăn thì mình rắc tiêu nhiều nhiều vô ở trong cái chén của mình á, mình muốn ăn thêm nước mắm thì mình chế vô thêm, mình nêm thêm vô.
Vậy Helen ngừng cái video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem. Hẹn gặp lại cái video tiếp theo. Bye bye.